nó rất là hiệu quả mà các trò các cung cao nhỏ cũng có thể làm được. Đấy là con trai lớn như em ấy, nó bị chứng cái tè rồng, tức là bây giờ gần chín tuổi rồi. Hầu như đêm nào bố mẹ cũng phải đặt đồng hồ để gọi nó dậy tè, đúng không, là ít nhất rằng là hôm sau em phơi chăn phơi đệm. Thì cũng sử dụng trước đây ấy, là em cũng đã sử dụng một cái số cái thảo dược để hạn chế nữa rồi, nhưng mà vẫn không ăn ăn thua. Em bấm, thậm chí em có cũng theo cái sách bạn trường có khả năng nhé, em sử dụng cái bộ huyệt để chữa tè rồng nhưng em thấy cũng không cải thiện nhiều. Như vừa rồi thì thầy có nói về cái bàng quang và cái thận bên này này, thì em về em hướng dẫn cho cháu là cháu dùng cái cây cào ấy, nó trước khi đi ngủ nó cào hai bên, nó hỏi em là thế con cào bao nhiêu cái, con cứ đếm 30 cái thôi, nằm dưới cầm này cũng cào 30 cái. Nhưng từ hôm đấy đến giờ thì cả đêm không thể dậy đi tè luôn ạ. Tức là em sướng cái cảm đấy, bởi vì thực sự là cái vấn đề mà chăn đậy những thứ ngày đông ngày hè em thấy sợ lắm rồi. Một đêm nó tè mấy lần đấy? Một đêm thực ra là nó chỉ tè một lần, có lần tháng hai, có khi hai lần, nhưng mà nó tè rất là nhiều. Đấy, mà trước đấy em đã hạn chế sau 9 giờ là không cho uống cái gì luôn rồi. Không uống nước, không uống bất cứ thứ gì. Nhưng nó vẫn tè. Kể cả trước khi đi ngủ em cho tè rồi, nhưng nó vẫn tè lên. Thế nhưng nó tự làm thôi. Thế mà em thấy rất là mừng vì cái khoản đấy. Em thấy rất là đơn giản thôi nhưng mà em lại thấy hiệu quả. Vâng, hay hơn cái bấm huyệt, em cũng có bấm huyệt rồi, dám huyệt, nhưng mà em thấy không hiệu quả bằng cái huyệt đấy. Thì chắc nó phù hợp. Lại không thể tin được. Nó ngủ say quá, thậm chí là nó không biết là nó tè như thế nào. Hay quá. Vâng, đấy là cái em thấy các cháu, thực ra các cháu có thể làm được, tự dân nó làm ấy. Và nó sẽ tự tin rất là nhiều ấy. Vâng. Nó không mặc cảm nữa. Cảm ơn.